Vào chiều tối ngày 20 tháng 3, mạng xã hội xứ Hàn xôn xao bởi hình ảnh cặp đôi tin đồn hot nhất giới idol Vi và Jennie được bắt gặp tại cùng một địa điểm. Cụ thể, chàng thơ xứ Anh Harry Styles vừa mang lớp on tour về Hàn Quốc, ngay lập tức thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Rất nhiều idol, diễn viên nổi tiếng cũng là fan của Harry Styles. Bốn cô gái Blackpink vốn là bạn thân thiết với Harry nên được bắt gặp tại đây không gây bất ngờ. Vi, Jennie lộ tin đồn hẹn hò từ đầu năm 2022, đến nay chưa có xác nhận hay phủ nhận chính thức. Cặp idol hàng đầu liên tiếp lộ hình yêu nhau thông qua trang phục phụ kiện, khiến nhiều dân tình yêu thích và trở thành fan OTP. Concert của Harry Styles là sự kiện công khai đầu tiên Vi và Jennie cùng được bắt gặp, do đó fan không khỏi phấn khích, thế nhưng cả hai không đi cùng nhau. Nếu cô nàng main rapper đi cùng em gái Rose thì về phía Vi, anh chàng cũng có bạn đồng hành là các thành viên BTS. Concert của ngôi sao nổi tiếng vốn thu hút nhiều người nổi tiếng khác, nhiều fan trung lập cũng cho rằng bắt gặp hai idol tại đây không có gì bất ngờ. Không chỉ vậy, mới đây một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cả hai lướt qua nhau đang được các fan chia sẻ dần dần trên mạng xã hội. Cụ thể, trong đoạn clip dài khoảng 5 giây được chia sẻ, Jennie và Rose đang tiến vào khu vực chỗ ngồi tại concert. Cũng lúc này, Vi cũng đã ngồi yên vị và được fan bắt gặp khoảnh khắc hướng mắt về phía Jennie. Tuy nhiên thì biểu cảm không cảm xúc của Vi khiến một bộ phận cộng đồng mạng đặt nghi vấn liệu có thật sự hai thành viên của hai nhóm nhạc hàng đầu K-pop đang hẹn hò hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.